Sáng 29 tháng 3 năm 2024, quyền bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, phó bí thư thường trực tỉnh ủy Trần Thanh Lâm có chuyến thăm và thắp hương tại nơi quy tập tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại ấp Bình Khương, xã Châu Bình. Theo thường trực ban chỉ đạo 515 tỉnh, vào năm 1977 và năm 1979, chính quyền địa phương đã tổ chức tìm kiếm, quy tập, cất bốc, cải tán được 62 hài cốt liệt sĩ tại 8 điểm chung cất về nghĩa trang liệt sĩ huyện Ba Tri. Quá trình khảo sát, xác minh, thu thập thông tin từ các nhân chứng và người dân sinh sống và trực tiếp tham gia cất bốc, quy tập hài cốt trước đây, khả năng nơi đây vẫn còn sót hài cốt liệt sĩ. Do vậy, trong thời gian qua, các nhân chứng đã cung cấp thêm vài tình tiết về địa lý, vị trí mộ liệt sĩ hy sinh, an táng các khu vực, vị trí cần tập trung khảo sát, tìm kiếm để tổ chức cất bốc, cải tán về nghĩa trang liệt sĩ theo quy định. Những ngày qua, ban chỉ đạo 515 tỉnh đã phối hợp với các lực lượng tổ chức tìm kiếm tại khu đất có diện tích khoảng 800 m vuông và đã phát hiện được 6 bộ hài cốt liệt sĩ. Thời gian tới, ban chỉ đạo sẽ tiếp tục tìm kiếm tại khu đất thứ hai khoảng 1.200 m vuông, đồng thời tiếp tục mở rộng thực hiện công tác tìm kiếm theo yêu cầu, thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong nhân dân, phối hợp trong công tác quy tập hài cốt liệt sĩ đạt theo kế hoạch đề ra. Chia sẻ tại buổi đến thăm và thắp hương, quyền bí thư tỉnh ủy. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hồ Thị Quang Yến đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của ban chỉ đạo cũng như tất cả anh em tham gia cất bốc hài cốt liệt sĩ. Trong 10 ngày qua, các đồng chí đã không ngại ngày đêm tập trung nguồn lực để đưa các anh về nơi yên nghỉ cuối cùng tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ. Đây là trách nhiệm rất cao cả vì chúng ta đã làm tròn trách nhiệm với những người đã khuất, với gia đình các liệt sĩ đã hy sinh.